Long An là vùng đất được nuôi dưỡng bởi phù sa của hai dòng sông Vàm Cỏ Đông và Vàm Cỏ Tây, là chiếc cầu nối giữa miền Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ. Chính vì thế, Long An không chỉ trù phú với nhiều sản vật mà còn có sự tổng hòa phong phú của nhiều giá trị văn hóa đặc sắc. Nếu sản vật là do tạo hóa ban tặng, thì các di sản văn hóa lại do chính con người của vùng đất ấy xây dựng nên. Những người dân Long An thường ví von quê hương mình là một vùng đất hội tụ cả âm thanh, sắc màu và đường nét. Đó là đường nét của chiếc nón lá ở Đức Hòa, là sắc màu của những chiếc chiếu Long Can, là âm thanh của tiếng trống Bình An, và những điệu hò, lời ru đậm tình quê hương. Tất cả tạo nên cái hồn và nét riêng cho vùng đất Long An. Về Long An hôm nay, bên cạnh sự đổi thay, phát triển thì vẫn còn đó những con người miệt mài gìn giữ những hồn quê. Long An được xem là một trong những vùng đất được khai phá sớm nhất ở phương Nam. Mảnh đất này mang sắc thái hiền hòa, thơ mộng, trữ tình với sự bảo bọc của dòng sông Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây. Long An có những dòng sông, những cánh đồng thẳng cánh cò bay, có những miệt vườn cây trái, có vùng Đồng Tháp 10 với hệ sinh thái đậm sắc thái miền Tây sông nước. Sự thanh bình của miền quê ấy được khẳng định từ chính tên gọi Long An, vùng đất yên ổn và hưng thịnh. Tất cả yếu tố của địa lý, địa chất đã hình thành nên tính cách con người Long An, cũng như tạo cho vùng đất này sự giàu có về văn hóa. Ngoài những làng nghề thì Long An còn là một trong những cái nôi của đờn ca tài tử, của những câu hò, điệu lý, lời ru. Những điều này ở nhiều nơi đang dần mai một đi trước sức ép của quá trình hiện đại hóa. Nhưng ở Long An vẫn có những người con còn nặng nợ với văn hóa quê hương, vẫn âm thầm miệt mài giữ lấy hồn quê. Và một trong những người mà chúng tôi nhắc đến là nhạc sĩ Trịnh Hùng, là chi hội trưởng Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tại Long An. Nhưng nhạc sĩ Trịnh Hùng lại vô cùng tâm huyết với mảng văn nghệ dân gian, bởi tuổi thơ ông may mắn được lớn lên trong lời ru của bà, của mẹ và những câu hò, câu hát của quê hương xứ sở. Những câu hò lời ru đã thấm vào máu thịt ông từ thuở còn thơ. Với ông, đó là những âm thanh đẹp đẽ nhất của quê hương Long An mà ông muốn gìn giữ và lưu truyền cho hậu thế mai sau. Phận nghèo dãi nắng dầm mưa, chỉ là cha mẹ sớm trưa đẹp lòng. Đứng ngõ sau nhìn về quê mẹ nhìn về quê mẹ ruột đau chín chiều. Nắng lên rồi ta cùng đi tưới, tưới thường xuyên cho bắp lên xanh. Bắp non ta bó thêm thân, quan hơi khoan hò bắp lên mà xanh tốt là hò. Hôm nay chín vàng nhanh tay hay về hò làm già bà con ơi. Ừ.
nhạc sĩ Trịnh Hùng đã dành hơn 30 năm đời mình đi sưu tầm những lời ru, điệu hò của quê hương. Để rồi với sự ủng hộ của các đồng nghiệp của ngành văn hóa tỉnh Long An, ông đã lần lượt cho ra đời hai tuyển tập 1.000 câu hát đưa em vào năm 2007 và những câu hò trên quê hương Long An vào năm 2018. Qua những lời ru và câu hò mà nhạc sĩ Trịnh Hùng sưu tầm được, người ta có thể cảm và hiểu hơn về con người và vùng đất Long An, nơi đậm tình, đậm nghĩa, nơi có những con người cần cù, chăm chỉ, hào sảng, thông minh và cũng rất đổi chân tình. Chứ chim chiền nhành ớt liễu lo, sầu ai nên nào yếu mò gầy mò. Và cũng từ chính những câu hò lời ru ấy mà bao ân tình với quê hương, với gia đình, những tình cảm lứa đôi, những bài học răn dạy con cái được gửi gắm một cách khéo léo, thi vị. Là một người con Long An, hơn ai hết, nhạc sĩ Trịnh Hùng cảm, hiểu và trân trọng điều đó. Với ông, đấy là một phần di sản quý báu của vùng đất Long An mà ông muốn truyền bá cho mọi người, muốn gìn giữ cho thế hệ trẻ để yêu hơn, trân quý hơn mảnh đất quê hương. Nó ngã tàn về đâu. Chứ tượng giếng sâu anh nói sợi dây dài, ngờ đâu giếng cạn anh tiếc hoài sợi dây. Bơ chiếc ghe sao chèo mau em đợi. Có thể thấy đi khắp mỗi miền quê Long An, người ta vẫn dễ dàng bắt gặp những con người đang âm thầm miệt mài gìn giữ hồn quê, giữ lấy những giá trị truyền thống mà cha ông xây đắp nên. Đó có thể là một nghệ nhân, một nhạc sĩ, cũng có thể chỉ là một người dân rất đổi bình thường. Nó cho thấy tình yêu của mỗi người con Long An dành cho quê hương xứ sở, cho vùng đất nơi họ sinh ra và lớn lên. Nó là bảo chứng cho sự kế thừa và tiếp nối những giá trị văn hóa tốt đẹp trên quê hương Long An.